Rồi nước trong rồi. Bột mở ra. Mày đen thui. Mưa rồi. Này nước nó đầy nó lên tới gạch tổ luôn không anh? Dạ. Kéo ra anh, có cục mỡ trong kìa. Kéo ra, đúng rồi. Kéo ra. Ôi dồi ôi. Tán. Tắt máy, tắt máy. Rồi. Tắt máy. Trời ơi. Nó lỡ có sự cố gì sao chở đây kịp. Chưa. Rồi. Trời ơi, tắt máy mấy lần luôn á. Chưa. Ờ. Mở. Mở.
Ui, tán cục cục các bạn thấy không?